Thưa quý vị, cô bác, anh chị, em đeo mắt kiếng là để chống những cái chất dơ bẩn nó dính vào mắt của em. Bởi vì mắt em nhìn được ở trong nước giống như là tiến hóa, nên mắt kiếng này chỉ có ý nghĩa để bảo vệ mắt của em thôi. Bởi vì môi trường ô nhiễm dơ bẩn nó sẽ làm ảnh hưởng đến mắt. Do mắt em đã nhìn trong nước biển tinh khiết từ nhỏ quen rồi, nên đôi mắt em đã tiến hóa nhìn được trong đại dương. Không cần mắt kiếng em vẫn có thể thấy đường ở dưới nước được. Nên sau 27 năm làm công nghệ thông tin, sử dụng máy tính rất nhiều mà mắt em vẫn bình thường, không bị cận. Mắt em sáng hơn người bình thường rất là nhiều nhờ nước biển tinh khiết. Nếu quý vị tàn phá đại dương á, thì nước ô nhiễm, mắt quý vị sẽ không thể tiến hóa được, nhìn được thấu đại dương. Nên việc để cho môi trường sạch sẽ cũng là cách để cho con người tiến hóa. Môi trường trong lành thì con người mới có phát triển khỏe mạnh được. Em sợ những thứ dơ bẩn trong nước này quá. Quý vị xả biết bao nhiêu chất độc xuống nước, nhưng mà hôm nay tới lúc nước nó xoay thì nước nó rất là đẹp. Bây giờ em sẽ đợi cô này kéo xong rồi em mới phóng xanh được. Em đi qua bơi lội một chút xíu.